truyện ngắn Cái Tên Thành Xì của Lương Ngọc Thành. Trường Nông Xuất Bảo Lộc của tôi có những điều khiến cho các trường khác trên thế giới này phải chào thua. Và tôi, một học trò bình thường, có cái nickname mà ai nấy đều phải thích thú, dễ nhớ, thắc mắc và ấn tượng: Thành Xì. Dẫu cho không thực sự hài lòng với cái nickname này cho lắm, tôi cũng như bất cứ ai trong trường, kể cả ông hiệu trưởng đáng kính, một nhân viên văn phòng như bác Nhất, đều dù không muốn, dù không thích, cũng không thể nào chối bỏ hay hoán cải cái tên mà chỉ có dân trường chúng tôi, Nông Xuất Bảo Lộc, mới có được mà thôi. Cứ nghĩ mà xem, đâu có ai tự dưng mà nặng óc suy nghĩ với cái sự quan tâm nhất định cho cái tên của ta đâu nhỉ. Hồi còn bé đó, bố mẹ tôi phải vâng theo ý của ông bà nội tôi, đặt tên tôi là Tẹo. Bà đã thương thằng cháu trai đầu lòng lắm đó chứ đấy. Ông nội tôi, người ưa nói vần nói điệu, ủng hộ ngay. Cái tên xấu xí làm cho ông bà không để ý. Thằng Tèo rồi tới thằng Tài, đẻ con trai có tiền xài hoài. Có ai nói tên Tèo xấu chưa nhỉ? Nghe ai gọi tên Tèo tôi nghĩ ngay đến những người trong dòng họ nội ngoại ở Tham Lương, Bà Điểm, hoặc là những người hàng xóm ở Cần Thơ hồi tôi còn nhỏ. Vào trường trung học Phan Đình Giảng, tôi đã không có tên gì. Nhưng vừa đặt chân vào trường Nông Xuất Cần Thơ, tôi có một nhóm anh em kết nghĩa gồm những chàng trai cứng đầu, đều quyết chí là bỏ lọt học, mà người đầu xỏ là Lý Thái Lâm, nickname là Hai Khùng. Tôi đứng thứ sáu, sáu ngố. Những cái tên này ít có ai biết và cũng không gây một ấn tượng gì cả. Tôi thậm chí nhiều lúc đã quên bẵng cái tên đó. Nhưng ở đại học, tôi có một cái tên còn được gọi cho tới bây giờ: Lương Cổ. Rõ ràng là người lớp phó Lý Xuân Thoa đã đặt tên này cho tôi. Cứ mỗi khi lớp tôi đi lao động, đi ngoại khóa, công tác hay thực tập, việc lớn, việc nhỏ gì, nặng nhọc gì đều được tôi cổ gánh vác. Đêm hát một bài nào mới, cả lớp gọi tên tôi. Thích làm bài báo, bạn báo chí réo gọi tôi. Nửa đêm đói bụng cồn cào, tụi bạn trong phòng tôi cũng lôi tôi dậy. Mỗi khi tới phiên phòng tôi trực nấu cơm cho ký túc xá, đương nhiên tôi là bếp trưởng. Khi không có đủ tiền trả chầu cà phê nào đó thì tôi chắc phải ra đường đầu với chủ quán thôi. Những bó củi to, giỏ đồ đá banh, bao gạo nặng chịch được lớp phó Lý Xuân Tha giao cho tôi cõng. Khi có những mâm thức ăn thừa hơi thiêu, hắn vừa mỉm cười vừa lĩnh cho tôi để tôi kém sạch. Vì Long Khmer thương mến tôi, coi tôi như một hướng đạo sinh và thấy tôi chu toàn công việc. Khi những cái hè lên làm việc tại lò nem của má Chánh trên Bảo Lộc, nó đặt tên tôi là Gấu Rừng Đảm Đang. Lòng Khmer nó còn nói: ở trên này ai cũng thường nhắc tên mày, quỷ sứ. Mày biết ba tao nói mày sao không? Tôi hỏi lại: ông già nói sao? Một hôm á, ông nói với tao: thằng Thành Xì nó có tướng lắm á. Người ta hỏi lại ngay: tướng gì vậy ba? Ông tin bơ, ông nói ngay: tướng cướp.
thấy tôi cười sặc sụa vì tôi chưa hề làm gì trái khuấy một chuyện gì, và vì tôi lành tính lành nết, hay là tôi là sinh viên chân yếu tay mềm mà, như theo cách nói của Mai Chánh. Có rất nhiều người thắc mắc, rất nhiều giả thuyết giải thoại đã được đặt ra, rất nhiều lời đàm tiếu về cái tên Thành Xì. Họ kê ra nhiều cái xì lắm. Xì ke, xì be, xì dách, xì thẩu, xì trung, xì tin, xì bo, và thậm chí là hắc xì sẵn. Có lần tôi lại nghe ai đó giả định xì đây là xì gà. Có cái khác cho rằng tôi ăn xì dầu cho nên mới có tên này. Những ai miền Tây á thì ưa lấy cái thứ tự trong gia đình để ráp vào cái tên tục, ví dụ như là Hai Đoàn nè, Sáu Nghĩa, Út Vinh nè, Sáu Lát nè, rất ấn tượng khi nghe giới thiệu tên. Thành Xì của tôi, các vị nữ nhi thì mỉm cười, và tôi chẳng hiểu cái chữ xì ấy đã tạo nhỏ điều gì trong cái nụ cười của họ nữa. Vậy nên tôi có quyền tự hào, khoái chí khi có nhiều người quan tâm đến cái tên của tôi chứ. Mới rồi bỏ lọc nhập học được một tuần, khi thằng Tâm Dê thấy Phúc Lùng mừng vui đến đỏ mặt khi nhận bức thư nào đó, Tâm Dê lên tiếng: "Đúng là bằng Cần Thơ." Và như vậy chúng tôi đã được phong danh là Băng Cần Thơ. Bà bản chủ nhà cho chúng tôi ăn ngon, đúng giờ, thức ăn bốc khói nghi ngút. Cái tuổi dậy thì và cái việc chuyển lên ở một cái nơi cao, có cái độ cao, nhiệt độ thấp, lý tưởng, là khi chúng tôi thay đổi rất nhanh. Tôi lên cân hàng ngày. Bữa ăn nào là chúng tôi thanh toán thật nhanh. Các thứ bát, đĩa là chúng tôi liếm sạch bóng luôn. Sau bữa ăn, cái bụng chúng tôi chỉ được đầy hơn phần nữa. Nhất là tôi, người lên cân nhiều nhất. Đầu năm học, tôi cân được 45kg. Và chiều cao tôi là 1m65. Nhưng tháng thứ ba sau khi nhập học, nghĩa là cuối tháng 12, tôi cân được 52kg và chiều cao tôi lên thành 1m67. Nếu tôi không lên được bỏ lọc đại học, tôi chắc chắn hoặc là có thể chỉ là anh chàng cao kiều. Sau 2 tháng đầu đói rét, không một xu dính túi, không dám đi ra khỏi nhà vào buổi chiều tối, chúng tôi có một cái vị cứu tinh. Trọng cọp cho biết là bác nó có miếng vườn bỏ hoang, chuối, rau, khoai lang, khoai mì thiếu gì, là nói. Rồi với xà bất, mấy cái túi đựng bao cát, dao mát trong tay, chúng tôi được nó dẫn đi tới cái nơi của mà nó gọi là miếng vườn của bác nó để mà khai thác. Như chuột sa hũ nếp, chúng tôi chặt quầy chuối này, nhổ lên vài gốc khoai mì ở nơi kia. Nhưng cái thứ mà khoái khẩu nhất là mấy dòng khoai lang. Như một cái mỏ lộ thiên, xới nhẹ nó lên là chúng tôi có ngay những củ khoai tím. Chỗ nào có vài cái lá mầm nhú lên thì y như là ở dưới đó có một củ khoai tròn to như một cái bát ăn cơm vậy. Thay vì như tụi nó dùng dao sẽ bắt để đào bới, tôi kéo nhẹ lên củ khoai như thể nó là chiến lợi phẩm của tôi, của riêng tôi. Ở miền Tây không ai tưởng tượng nổi cái cảnh cầm nhẹ cái mầm mới vừa nhú lên của củ khoai
và kéo nhẹ lên thì nó lòi ra một củ tròn to. Cái chuyện mà những người không tưởng tượng ra nổi. Ngay tối đó chúng tôi nấu một nồi khoai lang to tướng. Khi các anh chàng khác chọn củ này củ nọ, tôi nhắm vào củ nào to tròn như cái vú sữa. Dĩ nhiên là trong đó có rất nhiều tinh bột. Rồi sau bữa ăn, tôi là người đầu tiên phát ra cái âm thanh vừa gây buồn cười mà vừa gây ngạc nhiên. Rồi tôi cứ nhầm cái mầm non để kéo lên cái tủ to, củ to tròn khi đi ăn trộm vào mỗi cuối tuần. Và tôi cũng trung thành nhắm vào củ to tròn đó mà tọng vào mồm hàng đêm. Suốt một năm học lớp 18, suốt những đêm dài, cái điệp khúc ấy, cái tiếng xì ấy đã khiến tôi có cái tên độc đáo như thế đó. Ngoài những giai thoại ấy, tôi còn là cái kẻ không chịu ăn một chút gia vị gì, vì theo tôi là nó gây ra sự khó tiêu, khó ngủ bữa hôm tối đó. Có thể tôi là người duy nhất ở trong trường và trong lớp tôi không uống cà phê. Theo tôi đó là chất kích thích. Trong lớp tôi là tay chơi thể thao đúng điệu, cần cù chịu tập luyện và rất xì bò. Tôi không giỏi, nhưng tôi đá kế hàng trung phong nổi tiếng của lớp tôi và tôi là tay ghi bàn rất nhiều trong lớp. Khi đội bóng đá đại diện tỉnh năm 1972 đi dự đại hội thể dục thể thao học sinh tại Phan Rang, khi mà Trần Ngọc Sĩ sau từ một khóa làm thủ môn, tôi là tiền đạo. Tôi cũng là người chơi bóng rổ tiến bộ nhất trong năm thằng ở Ban Cần Thơ lên Bảo Lộc. Không có trường Bảo Lộc, không có củ khoai to tròn ấy, chắc tôi không có như bây giờ. Nhưng không có cái tên thành xì thì tôi chắc phải có tên nào khác đấy thôi. Nhưng thú thật, tôi rất yêu thích cái tên của tôi. Có lẽ trước khi chết, tôi sẽ căn dặn vợ con hãy tự tay tôi viết vào lời di chúc. Để bạn bè tôi nó dễ tìm thăm tôi á, mình và hai con nhớ khắc trên mộ bia của tôi, ngay sau cái tên Lương Ngọc Thành á, hai chữ Thành Xì. Và nếu cần hiểu thêm điều gì, xin quý vị email cho tôi thanhxi19855@gmail.com.